anh rảnh thì anh vào xem ủng hộ em nhá. Rồi, có dịp thì mình sẽ viên về nghe. Dạ. Nếu như có học cái tròi này anh chỉ nghe thôi. Dạ dạ. Anh chỉ là đi chú thị ra Dạ. cái đường á. Để mình mua cái đĩa đó thì mình nghe. Dạ. Em có thể hát chay cho anh nghe một đoạn nhạc mà mưa nửa đêm được không? À dạ ok anh nha. Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai, cánh dài nghe bụi ngùi. Mưa lên phố nhỏ, có một người vừa ra đi đêm nay, để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi. À, tại vì là ca khúc của Viên, Viên cũng anh nói Viên cũng chưa có chuẩn bị trước thì Viên Rồi thuộc rồi một rồi đoạn rồi vậy thêm một thôi đoạn. nhá. À, mình thấy rồi. Dạ Em có thể cho anh giao lưu cái số điện thoại anh để dạ được ạ, à, anh cứ tiện đọc anh số điện thoại của mình đi bán ạ. À. thì đều giống anh ha. Dạ Cho anh là 0983 dạ 494 706 0983 494 706 đúng ạ. Dạ cái đường thì có nhà máy vô dạ Lạng Sâm thôi. dạ Rồi rồi Hoàng em Trí đọc cũng lại ha. dạ 93 491 706. dạ Rồi rồi để cho những người khác giao lưu với Nguyễn Thành Viên nha. dạ Ôi, Hoàng Rồi Trí nếu là mà chỉ nói là anh thành là thành viên thôi mà anh còn nhớ là Nguyễn Thành Viên luôn. dạ Rất là cảm ơn anh Tâm và chúc anh sẽ có thật là nhiều sức khỏe và càng yêu Thành Viên hơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với kết nối tiếp theo, và trước khi đến với kết nối tiếp theo thì cho phép Hoàng Trí sẽ được tranh thủ cập nhật một thông tin giao thông nữa. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, một vị thính giả có bốn số điện thoại cuối là 2127 cho biết, ngã tư An Sương quận 12 xảy ra va chạm giữa xe tải và xe con gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Xin phép được nhắc lại một thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Một vị thính giả có bốn số điện thoại cuối là 2127 cho biết, ngã tư An Sương quận 12 xảy ra va chạm giữa xe tải và xe ô tô con gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển rất chậm. Và thời tiết ở bên ngoài theo như camera Hoàng Trí quan sát thì trời cũng mưa rất là lớn, cho nên rằng là cũng lưu ý với các thính giả khi mà chúng ta đang lắng nghe chương trình mình tham gia giao thông thì ổn định tốc độ và đặc biệt là quan sát tầm nhìn thật là kỹ. Còn bây giờ thì quay trở lại cùng với kết nối ngày hôm nay, Hoàng Trí và Nguyễn Thành Viên xin được gửi lời chào đến lại một vị thính giả kết nối từ Long An ở nữa. Hôm nay Long An rất là nhiều. Thành viên cũng hát ở Long An nhiều lắm rồi đó. Wow, Hoàng Trí và Thành Viên xin được gửi lời chào đến anh ạ. À. Alo. Dạ, Hoàng Trí xin được gửi Anh lời chào tôi đến à? anh. Dạ. Anh nghe rõ Hoàng Trí nói. Dạ. Nghe không Hoàng Trí? Dạ, anh nghe không ạ? À? Dạ, anh ơi, Hoàng Trí và Nguyễn Thành Viên xin được gửi lời chào đến anh ạ. À. Dạ, Hoàng Trí cảm ơn anh. Dạ. Dạ. Đó. Dạ. Dạ, Hoàng Trí biết ạ. Dạ. À. Dạ. Wow. Dạ. Dạ chắc là Viên sẽ là người hiểu rõ nhất cái tâm lý này ha Viên dạ Trình Thanh Thảo ạ. Dạ. Nhức À, thành viên cũng xin bật mí với anh là ngày trước thành viên lúc mà đi học đại học á là thành viên chuyên hát nhạc của
Anh Tùng Dương á, dân ca đương đại á. Nhưng mà sao thành viên cảm thấy không có hợp, hay là thành viên không có thể theo đuổi và cái thể loại đó. Cái thể loại đó. Cho nên thành viên chuyển sang dòng nhạc bolero này. Và thành viên thấy từ lúc mà thành viên chuyển sang dòng nhạc bolero này thì thành viên được khán giả rất là nhiều, yêu mến rất là nhiều. Và thành viên, tuy là thành viên hôm nay chưa có cái gì, nhưng mà thành viên rất là hài lòng về sự yêu mến của khán giả đã dành cho thành viên. Thành viên còn cái vấn đề em cảm ơn anh sáng nhé. Dạ, anh ơi, bây giờ như thế này đi, Hoàng Trí cũng đã ghi nhận được cái ý kiến của anh, và rõ ràng là chúng ta cũng cũng nên ghi nhận rằng một điều là bolero trong giai đoạn này nó thật sự đã tạo được một cái sự chú ý rất lớn. Bởi thế cho nên nó mới có nhiều cái ý kiến trái chiều như vậy. Điều đó là điều tất nhiên thôi. Bởi vì điều gì khiến cho người ta quan tâm, điều gì khiến cho người ta chú ý thì thường là sẽ có nhiều cái tranh luận. Và chúng ta là những người trong cuộc, chúng ta là những người yêu bolero thuần túy, thì chúng ta hãy hướng về những giá trị mà bolero đã mang đến cho chúng ta bằng những cảm nhận của cá nhân mình là đủ rồi. Dạ. 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 Ông vậy anh trời. Dạ, các cái này là anh chỉ nên kiêm cả ca sĩ luôn. Không, anh thì không thể nào làm được cái chuyện đó. À, Viên kìa, Viên ca hay kìa. Anh ơi, thôi bây giờ như thế này nha. Em yêu cầu Viên hát một vài câu tặng cho anh được không? Anh bolero là được hả anh? Dạ, vậy em xin hát bài Tình Ăn Đôi Bờ gửi anh nha. Nước cuốn trôi con đò về phương ấy, sông quê nghèo lặng lẽ giữa trời mây. Em sang sông hiu hắt mạnh chẳng gầy, chẳng còn đây mà người xưa nào thấy. Dạ, xin gửi anh mấy câu của ca khúc Tình Ngăn Đôi Bờ. Tình Ngăn Đôi Bờ rất là hay. Bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian để cho Nguyễn Thành Viên có thể nghỉ ngơi một chút xíu, bởi vì là hai kết nối vừa rồi thì chúng ta cũng đã phải hát rồi, đúng không ạ? Và cũng để cho quý thính giả chúng ta cũng có những giây phút để lắng nghe một bản thu âm hoàn chỉnh. Đây là một ca khúc của nhạc sĩ Lê Dinh. Đây là một ca khúc mà Nguyễn Thành Viên cũng mới chưa có công khai. Chưa có mới thu thôi. Đúng rồi, mới. Nhưng mà chưa có thành sản phẩm để mang đến cho đại chúng, cho số đông, đúng không? Và những vị thính giả đang lắng nghe chương trình ngày hôm nay chính là những người đầu tiên được nghe bản thu âm mới của Thành Viên ca khúc Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Dinh. Thành Viên xin chào tất cả quý vị khán giả. Đây là MC. Xin chào. MC Hoàng Trí, một MC rất là đẹp trai và nói chuyện rất là dễ thương. Trời ơi, ai cũng mê. Chỉ mong là được một phần như Nguyễn Thành Viên thôi. Trời trời, anh ấy khiêm tốn quá rồi. Cả nhà có nghe Viên đang hát không? Đây là một bản thu âm mới và chúng ta là những người đầu tiên được lắng nghe sản phẩm này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với kết nối ngày hôm nay thông qua tổng đài 028-3991-9191. Hoàng Trí và Nguyễn Thành Viên xin được gửi lời chào đến... cùng quê với em kìa. Hà Văn Thắng, Nghệ An. Hoàng Trí và Thành Viên xin được gửi lời chào đến anh ạ. Sao nghe tên quen quen vậy? Xin chào, trước tiên là xin chào Hoàng Trí. Dạ, Hoàng Trí chào anh ạ. Lâu lắm rồi mới được gọi điện nhiều, nhưng mà hôm nay mới được gặp được Hoàng Trí. Dạ, cảm ơn anh. Vì mình thì cũng tự giới thiệu là mình một bác tài, nên là làm thì đến tầm 10 giờ về, nên là hay nghe cái chương trình của Hoàng Trí dẫn đó. Dạ, Hoàng Trí cảm ơn anh nhiều lắm. Rồi, dạ. Tiếp theo là chàng Đồng Hương.
Dạ em chào anh Thắng nha. Dạ dạ em chào anh Thắng. Dạ. Thì mình cùng tự giới thiệu với thành viên, mình là một con, cũng là một người con của quê hương xứ Nghệ. Dạ. Thì mình cũng đi ra ngoài Hà Nội thì bây giờ là được 20 năm và nhà mình bây giờ là chỗ Linh Đàm ấy. Ờ dạ. Rồi lúc nào thành viên ra thì anh em có thể là giao lưu gặp nhau, hồi có hội của Đô Lương Nghệ An ở đây này. Dạ chắc chắn rồi anh. Sắp tới này em ra Bình Phúc và ra Hà Nội rồi. Hà Nội để đi ra nước ngâm là quê nhà mình rồi. À dạ. thì hôm nay sắp thì thành viên là mình cũng mới biết đến thành viên là cái hôm mà không phải trước, cái hôm mà thành viên kết nối đến chỗ VOV Giao thông ấy, ở Hà Nội ấy. Dạ dạ. Nhưng mà mình biết qua thành viên là mình rất là cảm ơn vợ mình, vì vợ mình là một fan hâm mộ của thành viên. Thì trước đây mình không để ý đến nơi, đến khi vợ mình mở ra, vợ mình bảo ôi Đông Hương quê của chồng. Đấy là lúc đấy là mình biết đến thành viên, nhưng biết đến thành viên đến bây giờ cũng khoảng gần được một năm. Cho em gửi lời hỏi thăm chị nhá anh nhá. Rồi rồi cảm ơn. Và nói thật là những cái âm bún hay là những cái của thành viên trên YouTube cho là vợ chồng cả nhà mình là hầu như là tối nào về cũng mở ra TV ra nghe, xem hết thời sự là chỉ nghe nhạc của thành viên thôi. Thành viên hát hay là rất là, mình cũng rất là tự hào có những người con quê hương mình mà hát được như thế, thì chồng mình rất là tự hào về thành viên. Và qua đây thì mình xin chúc cho thành viên là ngày càng phát triển hơn nữa, và đây cũng là những cái bước đạp đầu để cho thành viên phát triển hơn. Thì anh em rất là, không phải là riêng mình mà bây giờ ở cả cái khu chung cư nhà mình là hầu như mình quảng cáo thành viên là người nghe hơi nhiều ấy. Trời ơi, nghe anh nói em rất là vui luôn á. Là đến cái view của thành viên là có rất là nhiều like của anh em quay hưởng từ nghề đây, thôi cố gắng lên nhá. Dạ em sẽ cố gắng. Thấy là, đây là thành viên có một ba chị gái là cùng thành viên đưa lên hay hát trực tiếp đấy, là ba chị của nhà mình nhỉ? Dạ là chị ruột của em ạ, chị gái đầu tiên. Mình không biết là chị ruột đó, vì cậu cũng giới thiệu, thứ hai nữa là hai khuôn mặt giống nhau. Mà mình thấy chị hát cũng hay lắm đấy, có khi thành viên chị nổi lên. Không, mà phải nói một điều á là chị gái, nhờ có chị gái mà mọi người mới phát hiện ra được thành viên, đúng không? Dạ đúng rồi. Bởi vì là hai chị em đi chăn dê với nhau, xong là người chị mới mới gọi là thôi bây giờ mình sẽ quay một cái clip hát vu vơ một ca khúc bolero nào đó. Đấy chính là chính người chị của thành viên mới mang thành viên đến ngày hôm nay. Đúng rồi, chính xác là thành viên nhờ chị gái của thành viên á. Thật ra là chị em thì không không hát, là lúc đầu em bảo là chị hát đi hát cho vui thôi, nhưng mà chị bảo trời ơi xấu hổ lắm, đừng có đăng lên mà xấu hổ lắm, chị chỉ hát cho vui thôi. Thì không ngờ em bảo là bài này rất là hay, đăng lên cho quý vị khán giả cùng nghe. Thì ai ngờ một ngày em đăng lên là hơn 14.000 người thích á. Rồi sau đấy là từ đấy là em bước vào nghề luôn, là chính nhờ chị gái em là đưa em vào con đường ca hát đó. Để dành chương trình lại cho người khác thì một lần nữa xin chúc thành viên ngày càng phát triển hơn nữa, và chúc kênh VOV Giao thông chúng ta cũng ngày càng phát triển hơn nữa nhá. Dạ. Và nếu thành viên không phiền thì thành viên có thể hát một vài câu của đúng đậm chất xứ Nghệ, dân ca xứ Nghệ một vài câu, mà không thì thế cũng được. Rồi dạ, nên em sẽ sau đây em sẽ gửi tặng anh một đoạn của ca khúc Điều Vì Dằm Là Em. Được, ok, cảm ơn thành viên rất nhiều nhá. Dạ. Mời anh về xứ Nghệ, ôi khung hát sông quê, ai đi xa mồ đó nghe thân thương như dòng sông thua nhỏ, ai là ai quen sao nỡ không về. Anh cứ đùa em nọ cho và nọ lấy, sao mềm lòng ngồi hát để anh nghe. Khung dân ca có tư trong máu thịt, không thể dối lòng. Làm sống dậy một hồn quê, tôi viết tặng em bài ca lần đầu gặm gỡ.
chắc là do lúc nãy đi mưa cho nên là tội nghiệp Vi, Vi lắm, tại vì người còn đang ướt, người đang còn ướt, mắt mưa còn đang ướt luôn. Dạ. Nhưng mà anh nghĩ, Hoàng Trí nghĩ rằng là với sự kết nối này cùng với những cái câu hát vừa rồi mang màu sắc và hơi thở của quê hương Nghệ An của mình thì cũng đã phần nào làm hài lòng với anh Thắng rồi đúng không ạ? Rồi, cảm ơn anh Thắng ơi. À, sắp tới em sẽ ra sản phẩm Điều Vị Dầm là em đó nhá, anh Thắng nhớ đón xem nhá. Tại vì rồi, hôm nay là ướt mưa cho nên là giọng của em không được tốt lắm. Rồi, anh sẽ đăng ký mua luôn đi. Kết nối một vị thính giả đến từ Hà Nội. Hoàng Trí và Nguyễn Thành Viên xin được gửi lời chào đến anh ạ. Alo. Dạ, có ca sĩ Nguyễn Thành Viên đang ngồi bên cạnh Hoàng Trí luôn ạ. À. Anh ơi. Dạ, em chào anh Công Tuấn ạ. À, dạ. Anh ơi, không biết là anh có nghe rõ Hoàng Trí và Thành Viên nói không ạ? Dạ. Dạ. Anh ơi, tại vì như thế này nè, Hoàng Trí nghe là có tiếng vọng từ radio vọng vào, cho nên là kết nối của chúng ta, Hoàng Trí và Nguyễn Thành Viên đây rất là khó nghe. Không biết là anh có thể tắt radio được không ạ? Dạ. Dạ rồi, Hoàng Trí rất là cảm ơn cái sự... Dạ. Dạ. Thì tức là với những... Dạ. Dạ. Anh ơi, nhưng mà Hoàng Trí hỏi một điều nè, là anh nghe chương trình Bolero cuối tuần lâu chưa ạ? Dạ, tại vì là Nguyễn Thành Viên thì cũng đã từng được mời đến chương trình một lần rồi đó anh. Là ngày hôm đó thì cũng là Hoàng Trí dẫn luôn. Dạ, chắc là có thể là ngày hôm đó mình bị bỏ sót cho nên mình không có nhớ giọng hát của Nguyễn Thành Viên. Dạ. Dạ, đúng rồi, mình cũng sẽ không nhớ đúng không? À. Em cảm ơn anh Tuấn rất nhiều ạ. Anh ủng hộ em thì có thể lên YouTube là gõ Nguyễn Thành Viên và ủng hộ em trên đấy nha. Dạ, dạ, anh ơi, và để kết nối có một cái sự kỷ niệm giữa chúng ta thì anh cũng có thể yêu cầu Thành Viên hát một đoạn dành tặng cho anh. Thành Viên, bài chúng ta bài nào mà thích hợp nhất, Thành Viên ca cho nghe một chút. Dạ, rồi sau đây em xin gửi... anh một ca khúc Dù Nửa Vầng Trăng đi ha. Dòng sông ơi, tình yêu ơi, dòng sông này ru người tình phù. Khi xa nhau anh hiểu tình đời, cuộc tình tựa như áng mây trôi. Để nụ cười héo hắt trên môi. Rồi, anh thấy thế nào ạ? À? Chân mặt quá ok đấy. Dạ. Mình hôm nay thật ra cũng muốn giao lưu với các bạn. Xin phép bọn chị cho mình xin hát vài câu được không? À, anh ơi, tại vì á, thường giống như Hoàng Trí có nói với lại vị thính giả kết nối phần đầu á, thời lượng của chúng ta có hạn và đặc biệt là chúng ta cũng rất là hạn chế cái việc mà để cho thính giả hát ở trên sóng vì đôi khi cũng không có kiểm soát được anh. Và Hoàng Trí cũng mong là anh cũng sẽ thông cảm cho chương trình để chúng ta sẽ dành thời gian nhiều để đến với những việc kết nối khác nữa hoặc là sẽ để cho ca sĩ khách mời hát dành tặng cho mọi người thôi. Dạ, được không ạ? À? Dạ. Dạ. Tại vì Hoàng Trí cũng mong là anh đừng có phiền lòng. Dạ, Hoàng Trí cũng mong là anh đừng. Dạ. Dạ. Dạ, Hoàng Trí mong là anh đừng phiền lòng vì điều này nhé và sẽ luôn yêu mến chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian để lắng nghe một ca khúc nữa. Tuy nhiên thì trước khi lắng nghe ca khúc này, Hoàng Trí
xin được cập nhật thêm một thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Đến từ một vị thính giả có 4 số điện thoại cuối là 1418 cho biết giao lộ Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, quận 7 xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Xin phép được nhắc lại một thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Một vị thính giả có 4 số điện thoại cuối là 1418 cho biết giao lộ Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, quận 7 xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bản lại tiếp tục là một bản thu âm mới nữa của Nguyễn Thành Viên. Ngày hôm nay đặc biệt đã mang đến với chương trình ca khúc cả nhà có thấy là anh Hoàng Trí nói chuyện rất là dễ thương không? Trời ơi, một MC mà thành viên ngày trước lúc đi học đại học đã nghe rồi đó, mà sau này vào bây giờ lại được gặp và ngồi cạnh anh ấy này. Viên tân bốc anh quá. Đâu có tân bốc đâu, em nói đúng sự thật mà. Mọi người thôi tranh thủ BA, mọi người có thể add fan của Hoàng Trí. Đúng rồi. Chắc là một lát nữa cứ tag tên. Đúng rồi, lát nữa Viên sẽ tăng tên anh vào. Chị gọi sao không gặp được? Tại vì thường là sẽ có rất là nhiều người đang chờ đợi kết nối ngoài kia. Cho nên là mong chị thông cảm một chút nhé. Đẹp quá anh ơi. Đẹp vậy ạ? Ai đẹp? Anh Chí đẹp, khen anh Chí đẹp rồi đó. Chí nói chuyện rất có duyên. Cảm ơn. Viên ơi, hát cho anh bài Sầu Tím Thiệp Hồng đi. Dạ hôm nay em đang giao lưu đài cho nên là để hôm khác nha anh. Em chỉ dễ thương, giọng nói giọng rất dễ nghe. Cảm ơn Lê Thảo. Xin chào Hoàng Trí đấy, Kim Bốc Quất là ở bên Úc. Dạ. Bên Úc. Chị khen Viên chị thôi. Hoàng Trí có duyên là Hoàng Trí có duyên. Em chỉ nói chuyện hay quá. Viên cảm ơn đã khen MC nhá. Cả hai đều đẹp. Nhất tổng đài. Nhất tổng đài. Thanh Hóa, Thị Xuân Thanh Hóa. Dạ MC chị nói được thôi ạ, chứ còn hát không được. Nói mà người ta muốn xỉu rồi đó. Chào một năm Nghĩa Đàn, ok Viên chào một năm nha. Là một năm Nghĩa Đàn là sao? Một năm là một cái địa danh ở đấy là gần nhà em á. Dạ. Anh luôn chia sẻ bài hát của em, dạ em cảm ơn anh Hoàng Hôn. Chào em Huy Phúc. Mọi người thương em ghê. Nhớ nhé dạ. Chúc dạ. Chú luôn thành công kìa. Anh Đức. Anh Đức. Chị kết nối đài được không? Không, anh Đức ấy là anh vừa mới bay từ Hà Nội vào. Lúc nãy vừa gọi cho em. Thả tim, thả ngàn lời yêu thương đến anh Đức. Em bảo đen hát đi em. Giọng MC đáng yêu quá trời ơi. Ước gì biết được giọng nói như MC thì tài. Như vậy thì em sẽ đi làm MC thôi chứ em không đi làm ca sĩ được đâu. Kiếm anh ơi. Hoàng Trí thành viên nhất rồi trời. Em không, thực ra giọng em hay mà, giọng em ngọt mà. Giọng em rất là ngọt. Rồi hôm nay anh ơi, giọng em bị khè khè, em bị ướt mưa từ kia. Em sao thế? Nhìn chất quá. Chất ở chỗ nào đây? Gái đều đẹp và dễ thương. Bên em cảm ơn chị Thảo nhá. Bé Bùi chào hai em. Em chào Mạnh Từ. Nghe bài đậm của Viên gặp. Trời đang mưa nghe xúc động quá. Trời đang mưa. Nghệ An 37 và Quảng Bình 73. Quý thính giả, chúng ta đang lắng nghe ca khúc Đoạn Tuyệt, một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh, người cũng đã mang đến một bài hit cho Bolero. Tức là chúng ta thấy rằng là nhạc sĩ Thái Thịnh cũng rất là có duyên với những ca khúc này, đặc biệt là ca khúc Duyên Phận cũng đã làm mưa làm gió trong thời gian vừa qua, và bây giờ là ca khúc Đoạn Tuyệt.
qua giọng hát của ca sĩ Nguyễn Thành Viên. Đây là một bản thu âm hoàn toàn mới của chàng ca sĩ này mang đến với chương trình Bolero cuối tuần ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã đi đến với những giờ phút cuối cùng của chương trình rồi. Cho phép Hoàng Trí xin được công bố đáp án của câu hỏi được đặt ra ở phần giữa chương trình, cũng như là danh sách 5 vị thính giả đã có câu trả lời đúng và gửi về cho chương trình nhanh nhất. Ở phần nhịp cầu Bolero thì Hoàng Trí có phát ca khúc là Nếu chúng mình cách trở qua giọng hát của ca sĩ Bảo Yến, thì có đặt ra câu hỏi rằng là ca khúc này là một sáng tác của nhạc sĩ nào, và đưa ra những đáp án A là Tú Nhi, B là Đỗ Lễ và C là Lam Phương. Và đáp án đúng của chúng ta chính là đáp án A, Tú Nhi. Hoàng Trí xin được chúc mừng 5 vị thính giả đã có câu trả lời đúng và sớm nhất gửi về cho chương trình. Đầu tiên là anh Dũng ở Bình Thạnh với 4 số điện thoại cuối là 1184. Tiếp theo là anh Truyền với 4 số điện thoại cuối là 6020. Và cuối cùng là một vị thính giả. Ồ, Hoàng Trí đã thấy một cái kết quả cập nhật cho 2 lượt thính giả Minh An với 4 số điện thoại cuối là 6020. Như vậy thì chúng ta đã cùng đến với kết quả câu đố ngày hôm nay rồi. Và bây giờ thì cũng là những giờ phút cuối cùng để có thể giao lưu với thành viên. Mặc dù là đây là lần quay trở lại, nhưng dường như mọi thứ nó vẫn còn rất mới, và chúng ta chia sẻ với nhau dường như thời gian là chưa đủ. Nhưng mà thành viên thấy hôm nay khi mà mình đến đây với buổi giao lưu này như thế nào? Thành viên rất là vui, cảm thấy nhận được cái kết quả tích cực hơn, là được nhiều người biết tới thành viên hơn nữa. Và tôi nghĩ rằng ngoài trang Facebook thì rõ ràng đây cũng là một cái phương tiện rất là hữu ích để thành viên đến gần hơn mọi người. Không chỉ là những người biết chơi Facebook, mà là những vị thính giả họ chỉ làm quen và yêu thương radio mà thôi. Thì hôm nay cũng đã được yêu mến thêm giọng hát của Nguyễn Thành Viên. Còn bây giờ thì Hoàng Trí nghĩ rằng như thế này, chúng ta sẽ tranh thủ để lắng nghe thêm một ca khúc nữa. Và ca khúc này cũng chính là ca khúc thay lời chào cũng như là lời cảm ơn vì sự đồng hành của tất cả mọi người trong 90 phút vừa qua, và đặc biệt là sẽ dành tình cảm yêu mến nhiều hơn nữa dành cho Nguyễn Thành Viên. Không biết là Thành Viên sẽ có nói điều gì không vào những giờ phút cuối cùng này? Và trước khi chia tay với chương trình thì thành viên muốn phát luôn, mình không nói gì. Ok. Ai nhanh, có người bảo là yêu cầu MC hát câu bài được một câu thôi, được không? Hát là mất hình tượng lắm má. Cũng như là thành viên trong những chương trình sau nữa. Hẹn quý vị khán giả vào chương trình lần sau nha. Hy vọng thành viên sẽ được gặp và nói chuyện với MC Hoàng Trí nữa. Không, lần sau nhiều khi em lại gặp anh Minh Đức đấy. Vậy hả? Chạy không sao cả, để cho mọi người sẽ được gặp anh Minh Đức. Dạ. Rồi.